Thân ái chào mọi người, chúc mọi người Giáng sinh an lành. Giáng sinh năm 2020, lễ năm nay không thực sự giống như những năm trước. Chúng ta cùng xem ngắm vài hang đá. Đây là hang đá Bethlehem truyền thống của đất nước Canada. Chúng ta cùng ngắm hang đá Giáng sinh vào thời COVID-19. Các bạn quan sát thấy có nét đặc biệt gì không? Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse đeo khẩu trang do các biện pháp phòng chống corona. Chúa Hài Đồng không đeo khẩu trang vì Ngài chỉ là đứa trẻ sơ sinh. Giáng sinh năm 2020 trong bong bóng vì những ngày lễ này có nét đặc biệt với cách ly xã hội và các biện pháp phòng chống COVID. Tuy nhiên, chúng ta hãy sưởi ấm ngọn lửa của trái tim trẻ thơ đáng yêu trong chúng ta. Mến chúc mọi người Giáng sinh an lành và hẹn gặp lại sau nhé!